đấu giữa Đồng Đế Khánh Hòa và C-Casa buổi chiều ngày hôm nay. Tá bãi biển Việt Nam giành Thành Sơn, bóng vào đập vào dọc. Pha xử lý rất khéo léo của Sơn Công Chúa bên hành lang cánh trái. Pha sửa lòng của anh thiếu may mắn một chút, bóng vừa đập cột dọc khung thành của thủ thành bên phía cao thủ Đồng Đế Khánh Hòa và đi ra ngoài. Cầu thủ bóng đá bãi biển nổi tiếng nhất thủ thành của đội Futsal của ông Trương Hồng Tín trọng tài FIFA. Và xử lý tốt của Ngọc Cường. Chúng ta cùng coi lại tình huống này. Và đá phạt là của Tuấn Phát. Người có tình huống dứt điểm bằng đầu đó là Thế Kiện. Trên màn các bạn đây là họ có sự thay đổi người. Quân bài quen thuộc của các cầu thủ Cagasa. Một trong những không tốt trong những phút đầu trận đấu này thì ông Trương Hồng Tín đã quyết định. Và dứt điểm là của Mai Sơn. Ông Trương Hồng Tín đã quyết định đưa Bính Nghệ. Được chuyền qua Sơn Công Chúa. Cơ hội! Ngay sau khi Bính Nghệ vào sân thì các cầu thủ C-Casa đã có được tỷ số, một bàn thắng của Sơn Công Chúa. Và chúng ta cùng coi lại tình huống này. Đường chuyền chết chóc vẫn thuộc về Bính Nghệ. 1-0 dành cho các cầu thủ C-Casa. Đó là sự khác biệt của Bính Nghệ so với phần còn lại của các cầu thủ trên sân, cũng của Nam Phương Khánh Hòa. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 được trao cho Trần Hạc Hạ Điên Sơn. Và mất bóng của Mai Sơn và cơ hội cho Pikachu. Không chiến thắng được người đàn em của mình ở trong khu gỗ đó là Hữu Phúc. Những cầu thủ của Savinet Sana Khánh Hòa vừa đối đầu với nhau. Vì Thế Kiên đã bị một vết xước và anh đã bị... Và ngay sau tiếng còi khai cuộc ở đầu hiệp 2 thì Sơn Công Chúa, đó là bàn thắng thứ 2 dành cho Sơn Công Chúa trong trận đấu này. Rất nhanh, pha ra chân rất nhanh của Sơn Công Chúa, một cú đúp của Sơn Công Chúa. Và chúng ta cùng coi lại tình huống này. Đường chuyền là của Hiến Mặt Khóc. Pha xử lý bước 1 của Sơn Công Chúa đã loại bỏ cầu thủ nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ Đồng Đế Khánh Hòa. Cường sẽ được vào sân luôn. Đây là Kim Tuấn thôi. Dứt điểm. Bóng đưa đập cột dọc rất tiếc cho các cầu thủ Đồng Đế. Và dứt điểm là của Mai Sở. Và làm tường là của Kim Tuấn. Đây vừa cắt bóng đó là Lý Ngô, đây là BM. Vì Thế Kiên. Các cầu thủ Đồng Đế Khánh Hòa đang vung lên. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Ngọc Cường. Và chúng ta cùng coi lại tình huống dứt điểm của Mai Sở. Bóng đập cột dọc lẩy ra, rất tiếc cho Mai Sơn trong tình huống vừa rồi. Tuấn Phát, pha ra chân rất tốt của Tuấn Phát. Chúng ta cùng coi lại tình huống này. Pha ra chân rất nhanh của Tuấn Phát ở ngoài vòng cấm. Để băng lên đó là Bính Nghệ, vẫn là Bính Nghệ. Cơ hội dành cho các cầu thủ C-Casa. Đường chuyền 3-0. Người vừa có pha làm bàn đó là Pikachu. Và như vậy thì Pikachu tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình tại giải đấu năm nay lên con số 9. Pha băng lên rất nhanh của Bính Nghệ. Và đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Pha dứt điểm của Pikachu cũng là rất tinh tế khi anh đưa bóng qua háng của một cầu thủ bên phía Đồng Đế Khánh Hòa. Một nữa chúng ta cùng coi lại tình huống băng lên của Bính Nghệ và bàn thắng thứ 3 dành cho Pikachu đã nâng tỷ số của trận đấu lên 4-0. Dứt điểm rất khó của Pikachu vào lưới của người đàn em Hữu Phúc Công Thành. Và dứt điểm là của Hiến Mặt Khóc. Trong tình huống vừa rồi thì Hữu Phúc đã chơi cảnh giác. Đánh đầu. Đó là bàn thắng của Sơn Công Chúa, một hat-trick của Sơn Công Chúa trong trận đấu này. Chúng ta cùng coi lại tình huống ghi bàn của Sơn Công Chúa. Pha đón điểm giới rất tốt của Công Chúa. Và pha dứt điểm bằng đầu là không cho Hữu Phúc có cơ hội để cản phá. Và dứt điểm cận thành. Hat-trick đầu tiên của Sơn Công Chúa tại mùa giải năm nay. Đưa bóng vào, đánh đầu. Pha đánh đầu cận thành của Ánh Cao và bóng đi lên trời. Vâng, và như vậy thì chúng ta đã tổ đầu coi kết thúc trận đấu giữa Đồng Đế Khánh Hòa và C-Casa. Kết quả cuối cùng, các cầu thủ C-Casa chiến thắng các cầu thủ Đồng Đế Khánh Hòa với tỷ số 5-0. Và với chiến thắng này, C-Casa sẽ tiếp tục duy trì cuộc đua với vị trí dẫn đầu. Và các cầu thủ Đồng Đế Khánh Hòa, họ dòng đá Khánh Hòa Premier League KPL-S2. Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng.